Hi, xin chào quý vị. Hôm nay có khách mời đặc biệt kết nối được anh em hôm nay. Chào anh Peter Hồ. Chào anh Hiếu nha. Nay giờ bữa giờ thấy biến đâu mất tích rồi anh, mất tích đâu rồi không thấy Núp lùm, trốn lúc lầm núp lùm. Muốn biết tụi đâu là cứ giờ lên 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 không biết TH Media biết đâu liền mất vậy. tích à. Rồi sao anh hôm nay sao rồi? Hôm nay có gì mới không? Tính bữa nào nhờ anh lên Sài Gòn nhờ anh chở đi lên Thiền Am thăm ông nội mới tu ca cái dạo này sao rồi nhớ quá. Mừng quá anh ơi. Cái GA thì em mà mò bây giờ em cái kênh em bây giờ bật kiếm tiền ở được rồi. Mừng quá em mò mò lại bây giờ Bật cái kênh bị nó bê tô hộ của anh đó hả? Bê tô bị TV họ đó hả? TV á chắc nó Ồ. bị nó quýnh quýnh sập kênh rồi bây giờ hên hên À quá giờ dựng mò lên ra được rồi. được. À mò lại dựng lên được rồi, vậy bật kiếm tiền được rồi hả? Dạ, mà kiếm tiền được rồi. Ồ mừng cho anh nha, chứ thấy hèn chi thấy hôm nay anh ít làm quá mà cũng thấy kênh của anh cũng chẳng có hoạt động gì, tưởng đâu là bị gì, vậy là cuối cùng là nó quýnh gà tiêu, bây giờ anh phải làm lại cái gà khác hả? Dạ. Ừ, Tiêu thôi cũng rồi. thì thôi thì đó thì mình để cái đường link ở trên cái dòng chat đó quý vị ơi, với mình để trên cái phần mô tả của kênh á, rồi chút xíu nữa về tôi để trên cái phần cộng đồng cái kênh của Peter Hồ TV á, quý vị yêu thương ủng hộ giùm ổng. Thì cũng mong mà mấy anh em cùng chí hướng 3 năm nay chiến đấu cùng với Peter Hồ, như là mấy anh em nào đó có lòng thì giúp Peter Hồ một tay nha. Rồi, chúc mừng anh quay trở lại, không biết kênh Peter Hồ bắt đầu quảng cáo hiện lại rồi phải không? Quảng cáo rồi anh bật kiếm tiền là được rồi. Rồi, hèn chi thấy bao nhiêu tháng nay là thấy anh chẳng có đăng gì hết, cũng nản phải không? Vậy thì bây giờ anh rảnh không? Bữa nào rảnh lên 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 trên anh chở tôi lên Thiền Am chơi để ghé thăm nội một cái coi, chứ lâu quá về 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 Việt Nam mà không ghé thăm nội thì kỳ quá. Sẵn sàng luôn, bao anh luôn, không có thằng nào đâu. Em bao anh luôn. Tại vì biết sao không, đi mình Lòng sợ nó luôn. bụng, đi với anh thì chắc ăn hơn, để ông Vũ vậy có anh bảo vệ mình đi với anh chắc ăn hơn chứ. Thì bao anh luôn á, anh đi cứ việc đi với em khắp Sài Gòn luôn, đi quận nào cũng được, rồi Long An cũng được luôn, bao luôn. Với mình thèm cái món bò lá lốt mà ông nội hay ăn á, anh còn nhớ chỗ đó không? Dẫn mình đi ăn cái quán đó nha. Chỗ đó hình như là lúc lúc mà lên trển cái lần mà hốt tụi nó đó, em thấy chỗ đó nó không có bán nữa anh, hình như nó Ủa vậy dẹp. ta? Ủa vậy ta? Tại sao anh biết không, chỗ đó ít ai ăn, ít ai ăn, với thứ hai á là chắc cũng bị tụi nó quậy hay gì á, mới chơi người ta À ghê quá ha. Ủa mà tình hình Thiền Am dạo này sao anh có nghe ngóng gì không? Chứ tôi thì tôi hôm nay không có quan tâm tới. Với chỉ biết là hình như là nó chuyển lên trên quận rồi phải không? Cái vụ án ở huyện chuyển lên quận rồi chuyển lên tỉnh anh. không? À tỉnh tỉnh tỉnh, xin lỗi, à, tỉnh. Vậy là từ 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 huyện chuyển lên tỉnh. Thì nói chung là cái vụ án nó quy mô nó vượt cái thẩm quyền của huyện, tại vì nó tội nó là cái vụ án nó lớn, nó yếu tố phản động nhiều, chống chống phá nhiều á, cho nên nói chung là nó bây giờ tụi nó tại nó cái vụ án nó rất là lớn chứ không phải nhỏ, cho nên là bây giờ vượt cái mức thẩm quyền mà ở dưới huyện rồi, nó phải chuyển lên tỉnh, lên trên tỉnh thì nó căng lắm. Để như coi như là thứ nhất á, ở trên tỉnh á là người ta nói chung là người ta làm, anh cũng biết rồi, là nó không có cớ nào để nó xuyên tạc về cái huyện nữa, huyện. Nhưng mà xuyên tạc thì mình thấy là hôm nay là do cái đám mà bên phản động bên bên nước ngoài nó xuyên tạc thôi chứ đâu có ai đâu. Dạ thì những cái chiêu trò như là những cái chiêu trò như là du quan rồi nói gì cái vụ mất mà 200 mấy cây vàng á, nói chung là cái kịch bản đó là của tụi chống phá, tụi phản động chống phá nó bày ra, À. nó bày ra. À.
Nhưng mà nghe nói á, là cái vụ mà nó mất 210 cây vàng á, tôi có coi cái đơn mà tố cáo đó, nó đăng trên cái nhóm gì mà Sen Trong Bùn gì đó, mình nghe cái lời lẽ giọng điệu mà ghi trong đó đó, là tôi nghĩ là không phải là đám Thiền Am mới làm đâu, mà do Không cái đám phải này. đám thì em làm đúng rồi anh, không phải đâu. Cái lờ văn á, cái lờ văn thì nó lờ văn này của tụi mà giống như là xuyên tạc á, mà xuyên tạc mà nó không phải là như lờ văn như bây giờ, mà cái lờ văn Xưa là kiểu của cái chữ nó trước xưa kiểu kiểu trước á, nó xuyên tạc á. cho nên mình cũng đọc lóng thoáng qua, mình thấy là tào lao mà mình thấy mắc cười, với là có những ông bà YouTuber phải dùng từ ông bà tại cũng lớn tuổi rồi, lấy cái đó ra chia sẻ rồi đi bill xấu chính quyền, mình thấy mắc cười quá. Mấy người đó hớ hàng phải không, nghe nói đâu là đính chính rồi phải không, nghe nói cái bà đó mới đính chính rồi phải không. Tôi có sơ sơ tôi coi trên cái kênh Đại Long An á, nghe nghe Đại Long An nó tham gia vụ này tới cùng á. Thì nói là mình nói là nói chung những cái kênh mà bảo vệ cho thằng Tam này á, như là cái kênh bà Lan á À, đó, là hai lúa hả? La Hay Lúa, thì À, nói chung là người ta cũng nắm hết rồi, có danh sách hết rồi chứ, nắm hết rồi, nhưng chờ coi chờ lệnh thôi để mà cho bà lên cho bà lên dễ thôi chứ. cái thông thường á, là mình nghe người ta nói á, là khi một cái vụ án mà đang điều tra ở cái cấp huyện hoặc là quận á, mà đang giữa chừng mà nó đẩy lên trên cái cấp cao hơn, lên tỉnh hoặc lên thành phố, là cái vụ án nó không phải là lớn, mà phải nói là cực lớn và cực nghiêm trọng. Đúng rồi Nếu sao mà cái đám bên kia, cái đám mà bảo vệ bất chấp, nó lại ăn mừng, nó bảo rằng vậy là sắp vô tội rồi, sắp coi như là khỏe rồi, được minh oan rồi, không biết nó nghĩ sao mà nói vậy. không phải là cái thẩm quyền nó giữa cái thẩm quyền nó coi như cái tội nó nghiêm trọng thì mới ra người ta mới đẩy lên trên Cấp cao tỉnh hơn, cấp cao ha. hình như cũng phải đưa tới đi luôn phải không, nghe nói là cũng phải đưa tới nhốt trên tỉnh luôn không, mấy đó nó bàn đó, đó. Thì thứ nhất đó, theo em nghĩ đó là lên trên tỉnh đó, thì nó cái vụ mà kháng án hay kéo dài nó không có kéo dài được, lên trên cái cấp tỉnh nó không có kéo dài được. Ví dụ anh còn cấp cấp huyện á, thì anh kháng cáo hoặc là anh yêu cầu điều tra là lại rồi này kia nọ, giống như là sơ sơ thẩm vậy đó, ở sơ thẩm vậy. Nhưng mà cái này là lên trên tỉnh là chỉ có là hết rồi, cao nhất là phúc thẩm, là thường phúc thẩm mới đem lên tên tỉnh là cao nhất. Với hôm nay là cái tội kia nó xuyên tạc với huyện quá rồi, nó nhiều vấn đề, cho nên chắc huyện là cũng cũng cảm giác rằng thôi đưa lên trên đi, chứ dạo này nó quá rồi. Mà tôi nghĩ đưa lên đó là huyện chắc cũng sẽ có một cái đơn để mà kiến nghị là sẽ xử lý nó về vấn đề nó vu khống, nó xuyên tạc ở dưới huyện. Cái này là theo em thì nghĩ người ta đẩy lên cái cấp tỉnh á, là mục đích là cho nó kết thúc luôn vụ án luôn, kết thúc luôn á, là coi như là nó không có còn mà giống như là nó sơ thẩm phúc thẩm giống như ấy, là mình lên tới phúc thẩm là hết rồi, thấy không, hay hay dù là lên tới tỉnh á, là cấp tỉnh là hết rồi. Dạo này mình thấy dấu hiệu gì nào mấy anh nó coi không, là lúc đầu á, khi mà nửa khoảng cả 2 tuần lễ đầu á, khi mà cái tội Thiền Am bị nhốt á, cái đám kia bị nhốt, cái thằng mà chính á bị nhốt á, thì cái thằng mà lỗ nhị á, cái thằng mà nó mặc một lần á, thằng mà 3 tỷ 3 đó, thì nó cũng ngông cuồng, nó cũng làm clip này nọ, nó nói tùm lum tà la. Nhưng mà khi mà thông tin mà khi mà đưa lên tỉnh rồi, thấy dạo này nó cũng bớt bớt rồi, nó cũng bớt nói bậy nữa rồi, thấy không, anh thấy không? Thì nói chung là lên trên tỉnh rồi, nhưng mà tụi nó có trong, nghe nói là trong Thiền Am thì cũng có một số nữa người ta sẽ đưa vô, người ta sẽ chi tố cũng vài em nữa, Theo thì kịch em bản mình nghĩ á, là thứ nhất á, là kịch bản mình thấy á, là sẽ chắc điều tra tiếp cái tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chứ chưa đụng tới vấn đề lụm lon đâu, lụm lon chắc tới giờ cuối quá.
Đúng rồi. Ừ. Lượm lon á thì em như em đã nói với anh á, cái lượng ram lon á nó là bổ sung. Ừ. Giống như bổ sung thêm cái tình mức phạm tội. Chứ thực chất ra cái tội loạn luân đó, nếu mà đi tù cũng được bao nhiêu năm đâu, dài 3 năm mà. Cái đó nó chỉ ảnh hưởng nặng về vấn đề đạo đạo đức thôi, chứ Đúng rồi, đúng rồi, cái vấn đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì nó số tiền cũng khủng lắm, sáng, không có đâu, số tiền khủng lắm đúng á. rồi. Anh thấy mắc cười chỗ á, mình á, mình là có bằng chứng, anh thấy Dạ. không, ảnh HD full HD rõ nét, có nhân chứng, có bằng chứng mà tụi nó vẫn Dạ. nhận, nó vẫn ghi nhận là có nhận tiền mình, mà tới giờ này nó tụi nó vẫn bảo tôi á, là xạo trong vụ đó, tôi cũng không hiểu sao Dạ. công an nó mời làm việc, ông Vũ đó đại diện tôi đi gặp rồi, nhân chứng đã gặp rồi, bảo tôi là xạo, nó bảo tôi là dựng chuyện, là vu khống thì ngam, tôi biết vu khống có kiểu gì tôi cũng bó tay rồi, tôi còn tôi cười đó. Những vu khống hay không á, thì người ta có nhân chứng vật chứng và người ta có video, có video bằng chứng là coi như là nhận tiền trao tiền vậy. Ở đâu video đó, ở đâu có dựng lên, đạo diễn nào dựng lên? Chắc đạo diễn Dương Chu Hiếu à. Cái đó thật sự á, có nhiều người nói tôi là tôi gài Đào nó Đào Trung Hiếu, gì Hiếu Hiếu gì, ông nào cũng chưa theo dõi ở hả, ngoài. Không chưa theo dõi. phải, ông nào làm cái về cái thiền am bên bờ ghề dược phẩm gì hết. À ông 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 Nguyễn cái gì, ông Nguyễn Trung Hiếu chứ, ông gì Trung Hiếu Hiếu gì đó. Nguyễn Trung Hiếu thiền am bên rìa vực thẳm đúng không? Chắc ông đó đạo diễn quá. Tụi nó mắc cười, tụi nó nói là tôi gài thiền am, tôi cố tình tôi gài bẫy thiền am, tôi nói thiệt với ông đó, tôi thề luôn á, cái đó là chẳng qua là ông trời ông cũng có mắt, tôi cũng chẳng có gài tôi gì hết á, chẳng qua là tại vì mấy đứa nhỏ nó đem tiền đó, nó sợ sau này mất công rồi cái nói là nó thế này kia, nói quay làm kỷ niệm chơi vui ai về, chính vì điều đó là nó mới lại trở thành một cái bằng chứng trước tòa mới ghê, Đúng rồi, nó không chờ nó có bằng chứng. của anh là có cái đó quá rõ ràng luôn, cái video đó quá rõ ràng luôn. Hôm nào anh cho em cái video đó để làm kỷ niệm. Để tặng cho anh thôi, chuyện nhỏ. Để em đăng chê thôi, đăng lên lo em đăng chê nghe. Đó, Thì anh đăng cho đi, nhưng mà thử ra thiệt đó, cái video đó là biết không, cái bản quyền nằm trên kênh của tôi mà thằng network nó đang nắm. Vừa rồi vui lắm là biết bao nhiêu kênh á bị dính bản quyền cái video đó mà network nó đòi đập, mà tôi đâu có đập đâu. Tôi nói, thôi đừng làm gì trơn, để cho đó, để cho người ta nhân rộng cái hình ảnh nó ra. Chứ tôi mà xấu một cái là không biết bao nhiêu kênh lên đường luôn, chính bản quyền quá trời cái đoạn đó của mình đó chứ, nét mà nó đập Không, ra đây nhưng mà đập phe phe nào, phe phe ta, đừng có đập phe ta, phe phe không, phe địch tôi không đó, đập ai chẳng chứ, xưa nay tôi chả có đập ai chứ, hạn. đập ai chứ, tại vì cái kênh đó của tôi là nét nó quản lý, là nét nó nắm hết quyền mà, cho nên là nó đòi đập thì nó thôi thôi bỏ đi đừng đập, nên tôi cho anh cứ đăng thoải mái không sao chứ, cứ đăng chơi Ok vui, anh đăng trên kênh Peter Hồ của anh á, Peter Hồ TV của anh nè, để mà cho tao biết là có bằng chứng đàng hoàng. Ừ. Yeah. Nói Vậy chung là bây kênh giờ Peter Hồ rồi phải không? Vậy ông làm thường xuyên lại chắc ổn là rồi, ổn chứ, ông làm lại đi chứ, thấy ông vắng mặt lâu quá uổng. ổn ổn anh, em sẽ nó sống lại. Là Quay lại lại hại ăn xưa. hai hơn xưa. Bữa nào chắc tôi mời anh tham gia chung cái kênh mà thú vị livestream á, là tham gia chơi live đó, chứ kênh này thì chắc từ từ chắc tôi cũng bớt livestream lại, tại vì nó cũng me kênh này quá, cái kênh thú vị livestream tôi định dành một kênh duy nhất live đó, tôi mời anh quản lý giùm kênh đó luôn, rồi có gì anh em mình làm chơi cho vui, mà cái đề cái kênh đó Ok để nói về chuyện thì ngam thôi. anh. Nhưng mà có những chuyện biết không, tôi cũng muốn nói lắm mà tôi không tiện nói, tại vì tôi bị dính vô cái chuyện là mình đứng trong vai trò là người nguyên đơn mà mình nói nữa thì nó mất hay, để có gì anh em nói Dạ. à, tôi chỉ có thể trả lời những cái gì mà cần thiết thôi, cho nên sẵn hôm nay thì khẳng định với anh với mọi người luôn á, là mình á hoàn toàn là không có ý gì mà hãm hại Tiền Nam đâu nha, đừng đổ thừa về tội của tôi,
tại vì chuyện nó đến thì nó đến thôi, chứ cái là tôi cũng không có phải là người mà cứ thích nó tới nó lui. Cái chuyện mà tôi có tôi nói không có thôi, tôi có cho tiền đàng hoàng 11 triệu, tôi có cho dầu gió, tôi có cho máy đo tim gì đó thì tôi đưa, thì anh Peter Hồ là người coi như là giúp giùm tôi là đưa giấy tờ đến ngay công an, thì nên Peter Hồ hiểu rất rõ nè. Và cũng đã từng bảo vệ cho nhân chứng mà, Peter Hồ là bảo vệ cho nhân chứng á, bảo vệ nó nghe ghê quá chứ, ổng đi chở đi, ổng địa chỉ đường với hai ổng dòm ngó dòm mất công bị nó giật xe hay bị nó núp lùm nó quýnh lén thôi. Thì Ủa sao nó chậm vậy? Alo alo, nghe rõ không? Chết cha văng rồi. Alo. Không bị văng rồi sao đó quý vị ơi? Tín hiệu này nó bị sao hết ơi. Rồi, chà, căng quá ta. Chắc mình chờ tí Peter Hồ vô. Và xin thưa quý vị là quý vị không biết em ở đâu, quý vị vô cái kênh VTH Media sẽ biết rõ nha quý vị nha. Quý vị cho phép em núp lùm thời gian đi chứ em khổ quá. Em mà ló cái mặt ra thì dạo này mấy vị biết không, ăn nhiều quá nó mập ra nó xấu và mụn nổi tùm lum hết. Cái thứ hai là đang trong giai đoạn này căng quá cho nên là em cũng hơi lo. Đang thu xếp chắc một vài ngày nữa chắc bay về Mỹ quý vị, bởi tình hình Nga với Ukraine nó căng quá. Mấy vị thấy sao chứ? Thấy căng quá căng rồi. Sáng này thấy là tình hình Nga bắn với cái gì đó vô trong ấy nữa. Vô trong nhà máy điện hạt nhân mà không khéo là Alo. ông nghe được không? Nãy nó bị giật gì á? Nghe nghe rõ không? Em cũng biết nữa. Nghe nghe rõ không? Chắc Giờ nghe nó rõ lướt mạng hay sao? không? Giờ Nghe nghe rõ rõ luôn hả? không? Nghe rõ anh. Tình hình bên Việt Nam sao? Anh thấy chiến sự Nga Ukraine căng quá, bên Mỹ Dạ. này giá giá xăng cũng lên nha, giá vàng cũng lên Rồi nha, đâu rồi có bây giờ đúng rồi. Việt Nam sao xăng vàng có lên không? Dạ. Thì bàn chơi chút với vấn đề mà Ukraine. Bà Thì con bên Mỹ nói chung giúp là mình tôi là tìm hiểu vàng, mà tôi thấy vàng ở Việt Nam thì thấy căng quá, tôi cũng không qua cũng tìm hiểu hiểu rõ. sơ sơ cái. Mình thấy Việt Nam mà vẫn bình yên, mà bên Mỹ người ta gọi về tôi họ nói họ la làng quá, họ nói là thế này kia, họ kêu về Mỹ gấp à. Vàng lên lắm anh, bên đây vàng Xăng lên. bên Mỹ cũng lên ở Việt Nam, tôi thấy là hôm Vàng qua lên, tôi đổ xăng lên. Đấy, cái khí đốt mà dầu tôi đổ xăng ở dưới giá quê dầu á là tới 26.280 đồng một một ấy, một lít á. mình nói Việt Nam cũng ảnh hưởng là do một phần là Việt Nam là coi như là cũng vừa chê với là Ukraine. Tình hình chung nơi nào bị ảnh hưởng, dạ chính xác luôn. Mà ở bên Tiền Giang với Đồng Tháp á, xăng cộ mua còn được. Còn ở Sài Gòn nghe nói là, nghe nói Sài Gòn á, không biết nghe nói Sài Gòn là mua xăng á, là có chỗ nó bán 30.000 thôi, rồi xài hết rồi chỗ khác đổ nữa đó, phải không? Nghe nói Sài Gòn là vậy đó, còn dưới quê thì đổ thoải mái. Nhưng mà em chưa gặp cái tình trạng đó. Em thì nói chung là mình không có dự trữ xăng, tạo mà chất cháy mà đâu ở ra đâu có ai dám dự trữ xăng đâu, chỉ có Mà cái chuyện mà mấy giá người. xăng lên đó, nó lên là ảnh hưởng lớn lắm á nha, ảnh hưởng tới sản xuất, ảnh hưởng tới mọi thứ, nó tăng giá lên hết á, không có giỡn đâu. Thì em nói anh á, Việt Nam mình á ảnh hưởng chứ, tại vì anh biết sao không, à mình á ảnh hưởng gì kinh tế, mình cũng có hàng Nga với hàng Ukraine, nó cũng đều có cái mình có cái làm ăn với lại Việt Nam, nói chung là mình ảnh hưởng chứ sao mà Cũng ảnh vậy, hưởng anh. Mỹ nó cũng bị ảnh hưởng cái xăng dầu của Nga vậy. Nga nó cũng là cái trữ lượng cung cấp lượng dầu lớn nhất thế giới, nhất nhì thế giới đâu phải thua đâu.
Bây giờ căng quá, tôi cũng đang chắc chuẩn bị tôi dọt về Mỹ sớm quá. Đáng lẽ lại chơi mà chắc trong tuần này tôi xếp tôi dọt quá, thấy tình hình ớn quá. Tôi về bển tôi lo công việc chứ lỡ có chuyện gì cái là căng đó nha. Thấy Mỹ nghe nói là họ yêu cầu, họ có gửi tin nhắn bên đại sứ quán, họ nói là công dân của Mỹ thì cố gắng là thu xếp về. Thấy hơi ớn mà tôi về hôm nay tôi cũng lo xong công việc rồi, tôi cũng dọt để chơi gì nữa. Để coi nếu mà tranh thủ trong tuần này, cuối tuần bữa nay là thứ, bữa nay bên Việt Nam là tối thứ thứ sáu rồi phải không? Mình tối thứ sáu rồi. Ở Việt Nam là bà con đó là thứ bảy. À, bà con đó là sáng rồi, bây giờ ngày mai tôi dạo này về tôi cũng không biết giờ giấc luôn, thiệt mình chơi biết Ngày trong mai thứ bảy anh, nếu mà được chủ nhật. ngày mai thứ bảy Chủ nhật mình ghé thăm Thiền Am một chút, ghé thăm nội một chút rồi chụp cái hình check in cái. rồi lên em chở anh đi, chở anh đi, chở anh đi Long An chơi. Đi ngang mình quay phim chỗ ông nội cái thôi, quay xẹt ngang nhà ông nội cái thôi, không nắm tình Còn hình. muốn chờ, còn muốn chờ lại cái chỗ mà tụi nó đóng phim Tây Du Ký luôn, chỗ Thấy thầy ông cố nội nhảy xuống ao này kìa. thấy Đại Long An có đăng cho đó đó, hoặc là ông hình như là Đạt chứ, Đạt Long An. Long An Ông ẩn ẩn Trần đó, Long Trần ẩn dặn Long đi. An, Trần Long An đúng rồi, Trần Long Ẩn đúng rồi. Hình như dạo này là hai cái kênh mà theo dõi sát chủ ông nội là chỉ có Trần Long Ẩn với Đại Đại Long An đúng Không, không? Đại Long An, Đại Đại Long An. Long An, Minh Tùng giờ này thấy ít Đại rồi Long ha, An, Đại lên Long rồi mình coi Minh Tùng, Minh Tùng giờ lo chạy xe không à. Minh Tùng nói chung là bây giờ á, cái thu nhập chính của Minh Tùng là chạy xe, còn bán hàng bán được bao nhiêu tiền đâu. Đợt đợt này chắc nhờ anh ghé trở lại quán Lương Sơn quán coi mình mua hàng đem về Mỹ luôn, đóng hàng đem về Mỹ, thấy cũng mua ủng hộ anh coi sao, mua khô đem về Mỹ ăn, ủng hộ cho anh em chứ Hồn Chí à, Chí cũng bán khô có phải đó. không? Không, Chí thì Có mua mua, mua rượu chanh. à, Chí bán khô luôn rồi nha, Chí có khô chuột nữa Gì thôi thôi cái đó gì không đó. không dám ăn đâu. Rồi cái đó Chí cái khô chuột gì đó, không dám ăn đồ lạ đâu. Thôi à em. chắc ủng hộ Chí là mua 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 rượu chanh được rồi, mua một cặp rượu chanh đem về Mỹ. Dạ. Ủ chanh nói chung là uống cũng ngon á anh, nhưng mà nó hơi nặng một chút xíu rồi á, nó là coi như nó nặng hơn là bia chút xíu. Không, ổng có hai loại mà, loại nhẹ loại nặng, cái loại mà cái chai nhẹ nhẹ nó chai giống bình hồ lô nhẹ mà. À vậy hả, em uống không uống luôn á, nhưng mà tưởng là ủ chanh hai hai loại, nó cái loại nó cùng loại. Ổng được coi ổng nói cái gì ví dụ mà 270.000 gì đó, cái loại mà hai cái chai mà bình hồ lô á, loại nó nhẹ uống À, được. phải không, hay là nó ít hơn Không, cái cái nồng thể tích độ nó hơn. ông tin kêu ông Chí rồi rảnh ông mở lên chơi, hỏi ông rảnh hỏi Ok, như vậy. Ông like không chưa mới đồng chí cũng đang like. Mà đóng ra hàng đi để coi cái vụ này biết đem đi Mỹ thì nó cho đó, mà để coi làm sao cái đát sử dụng sao mà cái quy trình sản xuất ông tự xứ ở nhà hay là ông lấy của người ta ta cái rượu đó. nghe nói là ở nhà ổng sản xuất mà, anh em gì ổng. Ở chủ nhật lên coi cùng với ổng làm cái lẩu nhậu không. Báo luôn tất cả bà con à, là kênh em bây giờ nó bật kiếm tiền rồi, bật À kiếm coi như tiền là và nó bình thường lại rồi cả nhà. à sau thời gian coi như là bị Kênh bị đập tơi bời qua lá, giờ kênh anh đã sống lại và lợi hại hơn xưa ha. Mình có để đường thì link cả đến giờ không nhà nhớ nhớ mình có để đường link cái kênh à. Vito Hộ trên đó, quý vị nào rảnh thì ủng hộ giùm anh ấy nha. Đó, mình để đường link Đó, nhiều lúc trước là nhiều, cô bác anh chị nói ủa sao Bito không mở donut. bữa nay mở Thì rồi cái mở kênh lúc đó là nó bị chết rồi năm vừa rồi mở luôn, ai thích donut thì donut nha cả nhà. Không có từ chối. Thì thôi giờ anh ai xuống có đi. lòng mà đô đô Thôi bây giờ dậy đi, bây giờ chơi cho nó máu nè, bây giờ sẵn vậy anh livestream kênh của anh đi.
Rồi mời anh em qua qua kênh anh nói chuyện chơi cho vui, chứ tôi dừng nha, để tôi Dạ. chuẩn bị công việc đã, rồi cái gì chủ nhật lên gặp anh like đi, anh like kênh anh đi, rồi ngủ trí lên là chút xíu cái gì rảnh tôi lên tôi nói chuyện chơi Dạ. được không? Vậy anh hứa rồi nha, hứa chủ nhật này lên chở đi Nhưng chạy thêm mà em không một có cái phần công việc. hả, Rồi, rồi anh. có gì đâu, phần Rồi công việc rồi anh, ok anh. phần công việc thì ông chỉ cần Ok anh. ông đăng ký hoặc là ông gọi Chí Facebook thôi, hoặc FaceTime hoặc là cái gì Zalo thôi. Rồi cái Zalo cái của ông Peter Hồ bị gì rồi, bị gì nữa rồi, bị cái giật hoài á. Nghĩ gì anh? Còn like không? Còn mà thôi dừng nha, rồi ông qua la cơ mà cơ nó online đi. Dạ. Rồi chào khán giả nha, đó mình để đường link của Peter Hồ đó, mới gì ủng Dạ, hộ đi, rồi xíu em để đường link trên cái kênh cái tag chào cộng của đồng anh chị. ủng hộ dẫn nha. Rồi em xin chào luôn, thì câu chuyện của Thiền Am thì còn nói dài lắm quý vị, em sẽ cố gắng một lần ghé thăm Thiền Am cái. Còn quý vị hỏi ghé thăm chị Hằng chưa, em ghé rồi, không ghé là sao mà có live stream được, có like video quay đó, nhưng mà có những chuyện không không thể nào chia sẻ được quý vị. À, mình không có thích, cái tánh mình không có thích phô trương nên đang núp lùm, cho nên em không có dám gọi là chia sẻ lùm ra. Thôi em xin dừng nha, bye bye cả nhà mình, chúc cả nhà mình ngày tốt lành, ủng hộ kênh Mr Hồ nha quý vị, bye bye quý vị ạ. À.